Hello anh em, đây anh em quay trở lại kênh của mình nha. Khi mà thấy cái hình ảnh này là đu 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 đu, trời ơi. Hôm nay vào trong group của là cộng đồng KOL Star Quyền Vương Chiến thì thấy cái hình ảnh này khá là bất ngờ. Hình như là cái thời gian này mình đã ốp rồi anh em. 4 tuần trước hình như là có ốp. Ốp là lâu rồi không làm video. Thì thấy cái tấm hình này tưởng hình mới nhấp vô. Úi dồi ôi, cái này là ở trong cái đấu trường. Ở trong cái đấu trường mà tặng kim cương rồi cái thứ nên em hiện giờ là hình như là chỉ có vàng thôi. Đó. Thì thấy tưởng ui, sắp cho anh em kim cương rồi, nhìn lại 7 tháng 7, trời đất ơi. Hôm nay là ngày 7 tháng 8. Đù má, đúng 1 tháng luôn, đúng 1 tháng là khi mà cái tấm hình này nó có luôn, nhưng mà hiện giờ hình như là chưa update anh em luôn đúng không? Cách đây là vài ngày mình có vào trong game thì mình chưa có thấy có sự xuất hiện của kim cương nữa. Quái đạn thật. Để coi coi. 4 tuần trước chờ ngày này lâu lắm rồi đấy, bây giờ chờ tiếp đi ông, khổ thực. Rồi không, làm ơn đừng bán hộp khu vực gì đây. Ba cái sự kiện rẻ mạt đã có đỡ hơn không, rẻ cái gì, ngày được 100 kim cương không, một ngày trời sợ này gọi là sân giác đấu nha anh em. Đó, nhận được 40k vàng, ông nghĩ nhận bao nhiêu kim cương? Nói chung hạng càng cao thì nhận kim cương càng cao thôi. Nói chung là ngày là cả trăm kim cương khỏe nha anh em, ngàn trăm kim cương khỏe luôn. Bà mẹ nó bóp cái hình gì kỳ. Rồi bây giờ như là vẫn chưa có luôn. Khổ thực sự, làm tưởng hình mới. Ai về đâu. Ai da. Thôi thì anh em vẫn cứ đợi thôi. Đó thì nó cũng mình nghĩ là cũng sắp update cho anh em coi rồi. Ủa gì đây. Mấy bác cứ nói Kula hay gỗ mít. Có cái gì thì có thể không cái gì khống chế được Omega Rugal hả. Omega Rugal hả. Oh my god hả. Hay mấy bác vừa làm chưa? Ok, coi thử coi cái gì mà drama dữ vậy ông. Trời ơi, nghẹt to thế. Ok, coi đội hình cái gì vào xem luôn nha. Đấy, chất lượng đấy. Tốt nhất rồi nha anh em. Vậy không khống chế được con Omega Rugal á. Ủa, Omega Rugal vẫn khống chế được mà. Coi thử coi drama gì đây. Ôi thôi, lâu lắm rồi mới thấy con Ly Hoàng Mỹ Hồng anh em. Đây là con tướng là idol của mình luôn, nhưng mà nó yếu quá nên là mình giục idol qua một bên rồi anh em. Khổ thực sự. Úi giời, Kula chưa hết mắt. Ghê vậy, hình như tắt hết mắt rồi. Kula tầm này mà sao chưa hết mắt được đúng không anh em. Gì. Ủa bên trái có Ash, cả Ash Simpson nữa kìa. Ôi giả như giả gạo. Ash này đã hơi yếu nha. Cái điều kiện của con Ly Hoàng Thị Hồng mà khi mà búp giáp cho team nó cao quá, phải đi chung với team lửa mới mắc được khả năng, nên là cái nhiều bạn là không chơi, bởi vì thế lực của những cái con tướng UR và SP khác vừa thì nó cao quá rồi, nên là phải bắt buộc đi theo meta thôi. Ông nào nghịch meta thì nói chung là chơi vẫn được nhưng mà yếu ráng chịu. Rồi sao nữa. Omega Roro thì sao? Úi dồi ôi, nó hồi máu kìa. Nó hồi máu dựa theo là số tướng của địch còn trên sân nha anh em. Hồi phát đầy cay luôn, nháy thật sự. Nãy cái tốt đó ghi là gì, không khống chế được con Omega Roro hả? Nó khống chế ngược lại luôn á chứ. Bộ không khống chế hả? À, choáng kìa anh em. Ui, Ash đá đầu thế. Nãy giờ con Gonix với lại con Kula chưa có chơi được xuyên kỹ vào mặt con Omega Rugal luôn đấy. Chỉ có con Ly Hoàng Hồng thôi. Trời ơi. Phút này hình như là bị bể cái thiên bất khuất. Không choáng được luôn ta. Không gây choáng được con Omega Rugal luôn ta. Choáng như đóng băng. Hay là không có tỷ lệ đóng băng cái con này. Nhiều khi Kula nó không có bị nổ cái tỷ lệ đóng băng này nè. Nên là xui thôi. Nếu mà gây được CC vào người con Omega Rugal vẫn gây được chứ ta. Anh em tuyệt đối đừng để nó chơi siêu kỹ nha. Nó mà chơi siêu kỹ rồi nó trâu lắm. Tại nó có một cái lớp bất khuất mà không thể bị hóa giải mà.
Ôi, cứ đầy máu riết. Ù má gì mạnh dữ vậy. Thôi dẻ như giả gạo. Thôi xong đi rồi mình ra mình đọc lại cái tuốt anh em. Chết luôn. Đây bị đóng băng kìa, được mà. Gì đây bác, mấy bác cứ nói Kula hay gỗ mít thì có thể gì, khống chế được Omega Rugal. Giờ mấy bác vừa lòng chưa? Ủa thì khống chế được mà. Đâu phải không đâu. Trời ơi, làm để cái gì. Đấy, rồi ok. Có không được ít drama ở trong này. Rồi thì ở bên Silver BQ hiện giờ thì cũng đã là chưa có thấy update. Chưa thấy update là con Sion cho anh em coi nữa. Để coi coi ở bên này. Ủa hết rồi mà. Hết chậu kim cương rồi anh em. À nếu mà hết chậu kim cương thì ngày mai có đua boss nha anh em. Đua con Sion nha. Tôi biết rồi đó. Mai có Sion là làm video cho anh em coi liền. Đấy. Ok. Coi ở bên này coi ngày hôm nay mấy ông mấy thằng mấy thằng bên bên server này có đánh cái trận đấu bên Liên server coi đánh nhiều hay không. Hên cái là đang ở trong mùa dịch mà cũng đang là ở trong cái mùa là đánh Liên server nên mới có cái để quay cho anh em coi nha em. Chứ mà đang mùa dịch mà không có mùa đánh Liên server thì không có cái nào để mà coi luôn đấy. Còn không thì cùng lắm mình chạy qua bên server hàng anh em. Bên server hàng tụi nó đánh cũng dữ dằn lắm á. Điều này vậy nè anh em. Ui cặp khoái cái cặp này ghê anh em. Rimuru với lại con Rera nè. Khoái cái cặp này ghê luôn ấy. Viết 12. Ê trận này ngon à. Trận này hay à anh em. 108, 109. Ông hai ông hình như hai ông viết 12 luôn hay sao đấy. Nãy coi mà không để ý. Ông bên phải này viết 12 chắc luôn nè. Có cả con Leona dị. Gonit, Goenico. Ôi, cặp đôi là Gonit với lại Goenico là đứng với nhau lâu lắm rồi mới thấy nha anh em. Goenico nó cây đam rồi cũng gọi là một gọi là khủng bố nha anh em. Đây. Đấy. Khủng bố lắm nha, đừng giỡn. Headmark nó còn khủng bố hơn nữa nè. Nhưng mà cái hiệu quả là đam đơn của nó mình thấy là không có ghê bằng. Ôi đam to lắm nha. Và cái hiệu quả là gây đam mà là ôn tim không có ngon bằng con Axidemson. Bởi vì con Axidemson nếu mà nó đạt được cái điều kiện gây sát thương thì nó sẽ được đá thêm vài lần nữa cho đến khi là tim của bạn đã đi bụi hết thôi. Và nó có khả năng hồi nộ nó nè. Và cũng như là cái chiến hồn đặc biệt của nó là nó hút nộ của người ta nữa nên là nó đang là ngon hơn con Goenico. Sau đó là sẽ đến con Goenico nha anh em. Theo bảng xếp hạng của mình nghĩ ra là lượng sát thương là những cái con tướng nên chơi cũng như lượng sát thương cao nhất. Assumption, Gonit. Sau đó là sẽ đến con Psyche. Psyche rồi ấy nhầm. Con Kula chứ, Kula đầu tiên chứ. Xong mới tới con Assumption. Rồi con Goenico. Rồi sau đó thì anh em có con Rera, con Ryu Amakusa. Xong rồi mới đến là con Rimururu và con Rera. Đó con Gonit nữa chứ. Con Gonit thì thay cái vị trí con Rera nha anh em. Thì con Gonit thì nó không bị Ameta bởi chiến hồn đặc biệt của nó ngon quá. Còn Amakusa thì đang dần bị lụi tàn. Bởi vì sao anh em? Bởi vì nó không có CC cứng. Không có CC cứng, nó được cái nó đam to và cũng như là nó búp nộ, nhây đam. Đó. Thì anh em muốn, anh em nó nhây, nó đánh nhây thôi, bởi vì nó có búp nộ cho tim và cũng như là búp cho chính nó nữa. Và cũng như nó mà có hái giải nữa thì mới gọi là ngon, hoặc là có tỷ lệ choáng mới ngon. Giờ em nó đang bị đuối dần bởi cái những cái thế lực khác. Ui ôi bóp đau thế. Ôi con Orochi ép mắt này bóp đau ghê ta. Thích phép mắt lọc thích em nó rồi đó anh em. Bây giờ thì chắc anh em đang đua top lực chiến. Các anh em bên server gộp á đang đua top lực chiến để mà lấy cho mình cái con UR trọng tài 5 sao. Ê hình như là năm cho anh em UR trọng tài nhưng mà không có cho hồn vũ khí đúng không? Đó thì anh em đợi đi, đợi là đua top kim cương đi.
sau cái sự kiện đua lực chiến này thì đua top kim cương hoặc là mở bán cái hồn vũ khí, nhưng mà mình nghĩ là đua top để lấy cái hồn vũ khí con UR trọng tài. Chứ cho con UR trọng tài 5 sao mà không có hồn vũ khí thì em nó hơi yếu tí. Sau thì con UR trọng tài lên ép mắt được nha anh em, nó sẽ copy được thêm các cái con tướng FB. Cái ghê chứ. Sắp đến thì chắc là đua boss con Rimururu rồi. Anh em là nên là có một con. Anh em nông dân nha anh em, nên có một con, cái ông top thì thích thì lấy. Không thì nhưng mà mấy ông top thì nói gì nữa, cản gì được mấy ổng. Còn anh em nông dân là phải chắc chiêu đó, lấy con Rimururu. Nói chung là anh em nông dân thì đừng có đua boss, cứ canh cái sự kiện hồn hạp để lấy thôi. Đó, đó là cái lời nhất. Tầm cỡ 30.000 kim cương anh em có cả con boss và cũng như là có cả hồn vũ khí, bằng với lại ông top 1 đua cả 100.000 kim cương. Đó, nói chung là như vậy. Mà bị cái anh em đợi hơi lâu, 2-3 tháng hay gì đó, 4-5 tháng như con Amakusa rồi đó, cái thứ thì đó như vậy thôi. Đó, cái nào cũng cái giá của nó. Ông nào muốn chơi sớm thì ông bỏ nhiều tiền, nhiều kim cương ra đua boss. Ông nào mà muốn chơi sâu mà chắc cú cày cuốc thì anh em mà đợi hồng hạp vậy thôi. Cái nguyên lý này thì nói hoài rồi. Ok, hết giờ luôn rồi ta. Để ra ngoài coi coi có những cái tính năng gì mới hay không. Cái giác đấu ở bên server Trung Quốc thì họ đã update cho chúng ta kim cương cũng khá là lâu rồi. Ở bên server Hàn có không ta, để mình không nhớ nữa nè. Đâu rồi, kim cương cũng khá lâu rồi. Đâu rồi, giác đấu đây. Ê nhầm. nhầm. Tính năng này chưa update cho anh em nữa nè. Để anh em kiếm thêm mảnh điện năng nè. Ôi, skin đẹp quá anh em ơi. Con Kula này 4 sao đỏ rồi. Viết 18 à. Trời ơi, ra 2 sao đỏ. Đấy, anh em thấy sự là chiêu chuộng đó, và cũng như là build team của bên server Trung Quốc chưa. Rimururu nè, của Enico đó nè. Đấy, thôi ôi trời, team này thôi bá đạo. Rồi ok. Đâu rồi ta? Đây. Đấy, đã update kim cương. Ô, giống cái hình nè đâu anh em, giống cái hình hồi nãy mình mở không? Đây là cấp nhỏ nhất, tại không đánh anh em đã có được 13 rồi. Đây là mỗi giờ nó sẽ có, là anh em cấp càng cao nó sẽ có là cho anh em nè. Đấy, đã update cho anh em khá là nhiều rồi. Và update ở bên này update cho anh em khá là lâu rồi, mà bên server Việt Nam chúng ta là chưa có nữa. Nên là thôi anh em vẫn phải đợi thôi, chứ sao bây giờ ông top 1 anh em. Ủa, bây giờ nhiều số quá, nó ghi bằng chữ luôn anh em ơi. Ôi nè anh em Rera nè, Rera của ông top nè. Mát sao ạ? Trời ơi. Cầm cho cái chiến hồ mà là hồi sinh nha anh em. Anh em nên nhớ nè, trời ơi, bốn con này mạnh bá đạo. Hay da. Đây là top gì đây ta? Bốn tướng ngẫu nhiên hay sao đấy nè, bốn con tướng, bốn đấu trường bốn tướng thôi. Một con là đi đóng băng, bốn con tăng cơ. Ôi trời ơi. Rồi ok, thì đó video ngày hôm nay anh em thấy hay đừng quên like, share những video của mình. Có những cái gì mới cũng như là ngày mai nếu mà có con Sion này sẽ chắc chắn sẽ quay cho anh em coi ha. Rồi ok, cảm ơn nhiều nha.